6 vi lượng đủ ở trong này, mà nó kèm theo phân hữu cơ sinh học, chứ không phải mình nó đâu. Và đừng mong cây thiếu bò, thiếu vi lượng. Vậy là mình chỉ cần sử dụng một chai này thôi hả thầy? Tất cả đồng sắt kẹp hả? Một chai duy nhất trên tất cả các loại đồng sắt kẹp. Đúng rồi, năm đủ. Amino. Còn mấy thằng rời rời này để cấp cứu thôi, đúng không? Cái này tháng phun lần. Bây giờ cây mình bình thường cỡ nào, tôi khuyên quý vị tháng phun lần, không chết tay nào. Lựa cái ngày nào mình trống á, nha, phun nó lần. Rồi coi từ nay cái cây của mình nó sao, đừng có lo lắng gì bó. Giờ lo về cái bông của mình đi, ăn uống cho nó. Thì hãy có mấy này làm gì bệnh hoạn, đồng có nè, băng gan có nè, theo nè, sắt có nè, kẽm có nè. Tất nhiên là đồng, thao, sắt, kẽm, bo, mo đủ ở trong này. Nó gồm luôn cả phân hữu cơ này. Nó kèm hữu cơ sinh học luôn. Nếu mà mình dùng nó là mình có giảm những cái liều lượng. Không, nó phụ để nó kiềm cái thằng, để cho cây hấp thu cái không bị sốc quy lượng, đúng không? Vì lượng mà còn đưa không khơi khơi mà không có amino dễ sốc lắm. Còn đưa mà lố chút xíu chết cây. Amino là phân hữu cơ sinh học, chứ không phải là vi sinh. Nếu như mình xịt như vậy là vừa cây amino acid á, biết không? Như mình xịt cây nhỏ cây lớn không là bao nhiêu cc cho 1c 1 lít, cây lớn 1c rưỡi. Rồi có máy chụp hình lại bóp kết khỏi gì đó, thấy nè, dạch rồi. Nè, có hiện diện đây mà lo gì. Tại mốt mình ra thì mình không biết nói được, no nót gì không biết. Ra mở nè, ê có này không? Hỏi chào băng băng. Ờ có, đưa đây. Vậy thôi. Giờ cho mì ăn liền vậy đi. Tôi nhắc lại nè, thiếu kẽm, lá úp lại không chịu mở, tức như là nó chụp chụp vậy nó không ngửa nha. Còn sắn đọt, ngù đọt, phải không nè? Đầu lá dính lại, con cùi thơm, bo ra bông nhiêu rụng, mà rụng bông cuối, nở bông đầu được, bông cuối cứ nhiêu rụng hết, bo trái, cây ăn trái cũng vậy, ra nhiêu rụng hết, bo đừng đổ thừa sâu ăn.